Xin chào. Maria Ozawa, nếu là tín đồ của những bộ phim hành động trần như nhộng, đến từ xứ sở hoa anh đào, chắc hẳn anh em đã không còn xa lạ với cái tên này đúng chứ? Thanh nữ xinh đẹp từng một thời làm mưa làm gió khắp các màn ảnh nhỏ với đủ các thể loại vai diễn khác nhau, từ nữ sinh trung học ngây thơ cho đến cô hàng xóm tốt bụng. Không dừng lại ở đó, đằng sau cuộc đời của cô nàng này còn ẩn chứa vô vàn sự thật hú hồn con trồn mà tôi chắc chắn là các ông chưa bao giờ được nghe tới. Trong video ngày hôm nay, chất xám sẽ tiết lộ bằng hết. Không xem thì phí của đời đấy nhá. Bắt đầu thôi. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, Maria Ozawa xuất hiện tại vườn địa đàng. Không, không nghe nhầm đâu. Chính xác là khu vườn nơi Eva và Adam đã cùng nhau ăn trái cấm. Đây là vườn địa đàng phiên bản đời thực, nơi được mệnh danh là cỗ máy nghiền thiếu nữ, phim trường dành riêng cho người lớn. Cô nàng nộp đơn xin việc và chính thức bước chân vào cái nghề buôn hương bán sắc này hoàn toàn tự nguyện và cũng vì một căn bệnh. Các ông tò mò Maria Ozawa mắc bệnh gì à? Ok, tôi sẽ nói ở phần sau của video nhé. Hiểu qua một chút về nhân vật chính của chúng ta, sinh ra tại Hokkaido, Nhật Bản, mang trong mình dòng máu Lai Pháp và Canada. Điều này đồng nghĩa với việc cô có thể kimochi bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Nhật Bản. Anh em đang bắt đầu tưởng tượng rồi đúng không? Trời phú cho Ozawa khuôn mặt mang dòng máu Lai xinh xắn, thánh thiện và thoát tục. Vì thế không hề khó hiểu khi cô nàng có rất nhiều người theo đuổi, từ những cậu bé đồng trang lứa đến những gã trâu già thích gặm cỏ non. Tất cả đều quỳ xuống xin hàng dưới chân cô. Và trong muôn vàn lựa chọn, cô bé đã siêu lòng trước cậu trai hơn mình 3 tuổi. Một ngày trước khi Ozawa tổ chức sinh nhật lần thứ 13, cậu người yêu nhẹ nhàng đề nghị với Ozawa. Hôm nay chúng mình nghỉ học em nhé. Về nhà anh, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai đứa mình. Ba mẹ anh đi vắng cả rồi, anh muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa cho tuổi 13 của em. Lời đề nghị ấy nhanh chóng được Ozawa gật đầu cái dù. Nhưng đời không như là mơ, bữa tiệc sinh nhật chẳng có ánh nến lung linh, cũng không có những bông hoa hồng. Thay vào đó, cậu trai tặng cho cô bé một món quà đầy dục vọng, cháy bùng lửa tình và những khát khao tuổi mới lớn. Ozawa, thiên thần tuổi 13 năm đó chính thức bước vào đời. Chắc hẳn nhiều ông đang cảm thấy tủi thân thay cho con chim non đã trải qua hai mươi mấy mùa khoai sọ mà vẫn một lần chưa được sổ lồng tung cánh đúng không? Comment cái nhẹ xuống đây để biết mình không cô đơn nhé. Còn về phần Ozawa, lần đầu tiên nếm thử trái cấm ấy đã kích thích con quỷ nhỏ trong nàng. I see your monster. Cô bé lao vào khám phá thế giới đầy hoan lạc ấy bằng cách mua những cuốn sách dạy leo núi và thực hành ngay trên thân thể người bạn trai vốn đang hí hửng chờ đợi chuyện đó. Ozawa bắt đầu xem phim người lớn từ những cuốn băng của một người bạn của anh trai. Ban đầu, cô thấy ghê tởm những gã trai trong đó. Cô không thích những nam diễn viên cơ bắp và kém phần lãng mạn. Cứ thấy con gái nhà người ta là lao vào hùng hục như trâu húc mã ấy. Ai ngờ đâu, ghét của nào trời trao của đấy. Từ năm 20 tuổi trở đi, thanh nữ bắt đầu gắn liền cuộc đời mình với những gã trai mà cô đã từng thề sẽ không thử dù chỉ một lần. Bằng cách nào ư? Năm 2005, Ozawa chính thức đặt chân vào ngành công nghiệp không khói nổi tiếng lẫy lừng. Cô đến với công việc này không hẳn do túng thiếu về tiền bạc hay là chẳng kiếm được công việc nào tốt hơn, mà hoàn toàn do tự nguyện và sở thích và vì một căn bệnh kỳ lạ. Đó chính là bệnh tôn sùng bản thân. Maria Ozawa tự thấy cô đẹp, rất là đẹp luôn. Tôi cũng không rõ là nàng có bị ảo tưởng sức mạnh hay không, nhưng cô muốn vẻ đẹp của mình không chỉ nằm trong mắt của vài người đàn ông. Cô muốn cả thế giới chiêm ngưỡng thân thể của mình, mà đó phải là thân thể trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ thì mới chịu. Maria từng phát biểu trước hàng nghìn người rằng phụ nữ là kỳ công của tạo hóa. Lần chập chững đầu tiên bước vào nghề, kiếm tiền từ thân thể là những bức ảnh sống động với những kiểu dáng uốn éo lả lơi. Ozawa lập tức nhận ra rằng nét đẹp của cô rất có giá và kiếm tiền bằng cơ thể sẽ đem lại cho cô bộn tiền. Tôi không nói giỡn với anh em đâu. Tại đất nước mặt trời mọc này, ngành công nghiệp phim khiêu vũ bóng dâm được coi là hái ra tiền. Tuy nhiên, những con phố đèn đỏ và các nàng bướm đêm lại là điều bị cấm ở đất nước này nha anh em. Maria cũng tiết lộ, cô đã rất hồi hộp khi đóng bộ phim đầu tiên. Nhưng sau khi kinh nghiệm chinh chiến đầy mình thì nàng cũng trở nên mạnh dạn hơn, thậm chí còn là người chủ động khơi nguồn hứng khởi cho bạn diễn nữa. Không rõ là đã có bao nhiêu anh thợ sửa ống nước đã từng ghé thăm nhà Ozawa, nhưng con số ấy, anh em cứ tưởng tượng
là nó cũng phải dài răng rặc như số bậc thang của Vạn Lý Trường Thành bên Tung Của ấy. Danh sách dài như thế mà 500 anh em của Chất Xám lại chưa có tên trong đó. Đèn thế nhở? Chắc ông đang nghĩ Maria Ozawa chỉ thích trai Tây, Việt Nam mình thấp bé thì làm gì có cửa. Sai hoàn toàn nhá. Cô nàng tiết lộ là thích làm việc với những đồng nghiệp người Nhật Bản hơn vì kích cỡ củ khoai của họ nhỏ hơn so với các thanh niên châu Âu. Cô nàng cũng thích những chàng thợ sửa ống nước lớn tuổi và thấp hơn mình. Có lẽ điều này sẽ làm giảm đi sự đau đớn cho Maria mỗi khi cô đóng cảnh thô bạo chăng? Nhiều anh em thắc mắc, dù gì đóng phim cũng chỉ là diễn thôi. Thế khi diễn thì cảm xúc có thật không? Cô nàng Maria khẳng định, toàn bộ cảm xúc của cô khi đóng phim đều là thật. Ngay cả tiếng rên cũng là thật 100%. Điều đó đã đưa thánh nữ này đến với hào quang, tiền bạc, sự nổi tiếng. Nhưng các ông ạ, không phải lúc nào sự giàu có và nổi tiếng cũng đi kèm với hạnh phúc đâu. Ngay cả khi những tấm hình mát mẻ của cô được đăng tải lên trang web khiêu vũ bóng dâm Shiroto TN của Nhật Bản, ba mẹ cô đã vô cùng giận dữ. Cái tát trời giáng của người mẹ đã khiến cô phải bật khóc. Gia đình tuyên bố sẽ từ mặt cô nếu không dừng lại và chọn cho mình một nghề kiếm sống khác tốt hơn. Mặc cho con gái có trở thành triệu phú đi chăng nữa, gia đình cũng kiên quyết từ chối những đồng tiền mà Ozawa gửi về cho họ. Họ từ mặt cô và nói với hàng xóm rằng cô con gái bé bỏng đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Mọi cuộc điện thoại từ Tokyo đều bị từ chối không thương tiếc. Ozawa quá quen với cuộc sống xa xỉ và cách kiếm tiền nhanh chóng, lấy lỗ làm lãi rồi. Cô muốn được sống xa hoa, được shopping trong những cửa hiệu đắt đỏ, nghỉ ngơi trong một căn hộ cao cấp ở Tokyo. Cô nàng mua xe sang và thuê hẳn một tài xế lái xe riêng vì cô mắc chứng sợ tự lái xe một mình. Nhưng mà anh em ạ, có một sự thật vô cùng khắc nghiệt của ngành công nghiệp không khói tại Nhật Bản, đó là khán giả vô cùng khó chịu. Họ luôn đòi hỏi cảm giác mới lạ, mà các ông thì dùng như phá ngày này qua ngày khác. Các cô gái trẻ đẹp mơn mởn như Maria cứ thử đặt chân vào mà xem, chẳng mấy chốc mà những tấm thân mỹ miều cũng bị mấy cái chảy dã cua nghiền nát mà thôi. Có thể thời của Maria đã hết, tuy nhiên khi một cánh cửa đóng lại sẽ luôn có cánh cửa khác được mở ra. Cô rời khỏi Nhật Bản và chuyển tới Philippines sinh sống. Cũng tại nơi này, cô nàng đã gặp được chân ái của đời mình. Các ông đừng vội gọi anh chàng này là chúa tể của những chiếc vỏ, hay đánh giá anh ấy là người tầm thường nhé. Chất xám hóng được nguồn tin rằng anh ta cũng rất gì và này nọ đấy. Anh ta là Joe, vừa là nam diễn viên kiêm đầu bếp nổi tiếng tại Philippines, lại sinh ra trong gia đình khá giả và có lối suy nghĩ phóng khoáng, không ngại quá khứ đã qua của bạn gái. Hai người bên nhau từ năm 2016, tính đến nay cũng đã được khoảng 5 năm rồi đấy. Ban đầu khi cặp đôi công khai tình cảm, nhiều người đã đồn rằng mối quan hệ này sẽ chẳng thể kéo dài được lâu. Nhưng mà đáp lại, họ vẫn gắn bó ngày càng mặn nồng và bền chặt. Chắc hẳn có được cô bạn gái xinh đẹp và vui tính như Maria Ozawa, Joe cũng nguyện làm anh chàng thợ sửa ống nước đến hết cuộc đời này anh em nhỉ? Suy nghĩ của anh em thế nào? Comment bên dưới cho Chất Xám biết nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Bye bye!